Nè coi nè. Đó. Bằng chứng rõ ràng. Không cách nào mà trói được hết trơn. Nè. Cái buồng băng keo của người ta nè, người ta để ngoài trước. Không biết mắc mớ gì. Đồ chơi đây nè, đồ chơi một đống đây nè. Đó. Đồ chơi một đống nè. Đó. Đó, so much. So many toys. Đó nè, đồ chơi nè. Tôi đâu có nói láo đâu. Hả? À, nếu mà chi tôi nói láo á thì nói là để đi xạo. Nè. Nè, ok. Nè, đồ chơi nè. Một đống đồ chơi ở đây nè. So much more. Đó. Nè, đây nè, đồ chơi nè. Một đống này nè. Đó. Không nói láo đâu. Làm sao nói láo được. Đây nữa nè. Có thằng này nữa nè. Đó. Không chơi đồ chơi. Đi lép ăn. Đi cắn mang keo của người ta. Vô duyên không? Đời bây giờ đó giả bộ chết. Rồi sao? Hử? Nè, thay đồ. Thay đồ. Này là gì đây? Tell me. Hả? Làm sao? Giả bộ hả? Chris sẽ là save you. Nè. Cái này nè. Ngày mai đó. Băng keo này đó. Nè, look. Đây nè. Ngày mai đó, đi xin job đi nha. Đi làm, đi xin job. Đi bỏ báo hay cắt cỏ. Nè, look. Thấy đâu? Nè, nè. Con cắn đồ của ba nè, phải không? Đó, ngày mai đó. Đi xin job đi. Go ahead. Đi xin job. Đi làm việc. Ở đây đó, không có làm cái gì hết trơn á. Kêu bắt mấy con ruồi cũng không bắt. Kêu làm gì cũng không làm hết trơn. Rồi đi cắn đồ người ta suốt ngày nè. Nè, đó, được. Là mặt buồn nè, đồ chơi nè. Đó, nè, cắn đi. Ngáp hả? Không được ngủ. Ngày mai á, ngày mai đi xin job nha không? Nè, nè, cắn đi. Cắn, đồ chơi nè, cắn đi. Sao không cắn? Tại sao đi cắn băng keo của tôi? Tôi mới mua mà tôi chưa xài được nè. Bây giờ làm sao xài nữa? Như vậy làm sao xài? Được, nè. Hư hết trơn rồi. What am I gonna do with this? Đó. Yep, không được cười nó. Cười nó tưởng là vui. Không được cười. Đó. Nè, đó, làm sao đây? What am I gonna do with the tape? Thấy không? Con thấy không con? Cái thằng này. Làm sao đây? What am I gonna do with you? Không được. Nè, cắn đi. Xong cắn đi. Nè, cắn đi. Con hư là tại mẹ. Ok. Rồi. Đó. Cắn đi. Mày hư lắm. Mày á, mày hư nè. Đó. Nè, đó. Ok. Nè, ngày mai á, đi bỏ báo nha. Đi xin job. Đi xin job bỏ báo đi. Đi trả tiền lại cho tôi. Đi trả tiền cho tôi. Đi mua băng keo trả cho tôi. Đó, đi mua băng keo này trả cho tôi đi. Chứ làm sao mà mấy người cứ suốt ngày cứ cắn đồ của tôi. Đó, bây giờ ha, còn cắn hả? Đâu rồi? Mấy người cắn đồ của tôi. Yeah, go ahead. Đâu rồi? Cắn đi, nè, cắn. Cắn đi, ngon quá, băng keo ngon lắm. Đó, cắn, ngon quá trời luôn. Đó, bắt gặp quả tang. Ngon ha, băng keo ngon quá trời luôn. Cắn đi. What happened? Không cắn hả? Vậy á. Give back my money. Không được. Đâu, cái răng nào cắn đâu. Đưa cái răng coi. Cái răng này cắn phải không? Không được. Nè, đồ chơi quá trời luôn nè. Không chơi. Đó. Cô Y gửi cho mày đồ chơi. Biết bao nhiêu mày không chơi. Mày đi cắn bằng keo của tao. Cái thằng này. I just bought it. Đâu rồi? Nè. Nè, cắn đi. Mày cholo hả? Mày là cholo phải không? You gangster, right? Oh, đây. Trời. Để đây. Stop. You're gonna back my money. Thế đâu? Nè. Mày cắn đồ của tao. Hả? You're gonna back my money. Cắn nữa. See? Cut you. À, cắn nữa nè. Ngon lắm. Quá nè. Cái này ngon lắm. Cái này ngon lắm. See? I got it. See? I knew it. À, rõ ràng luôn nè.
cắn phải không? Phải không? Thay đồ cắn đồ của ba phải không? Ngày mai đó, đi xin job đi, đi cắt cỏ, đi bỏ báo. Biết không? Đi bỏ báo đi. Đi cắt cỏ, bỏ báo hay đi tưới cây, whatever. Đi bắt mấy con chuột, mấy con mèo gì đó. Mà hư lắm. Nè, đâu phải giống như thằng Bì đâu. Thằng Bì nè. À, look at Bobby. Đâu có làm gì ai đâu. Ha, Bobby ha. Bobby đang chờ ba nằm ha. Bobby ha. Đổi. Còn cái thằng này nè. Đó. Vũ công nè. Chiên môn à. Cắn đụng người ta. Mày á. Cái bác mơ mơ này. Nha. Trả tiền lại cho tao. Đồ hư. Đồ hư. Mai cho mẹ mì gói. Không cho mẹ ăn đồ ăn nữa. Nha. Cho mẹ ăn mì gói. Đồ hư. Cái mặt cái lần này vô côn lắm nè. Đó nè. Cái răng nè. Răng này cắn nè. Đó. Đó. Cái răng này. Cái răng cắn đồ của người ta nè. Đó. Thấy chưa. Thiệt là hư luôn. Đó. Mét con le le. Mày cắn đồ của tao. Con le le nó quýnh mày á. Biết không. Đồ hư. Đây nè, đó. Răng này cái răng cắn đầu của người ta nè. À, thấy chưa? Xin. Thiệt tình. Băng bay keo của người ta để đó kệ người ta, không đi cắn. Cái đầu thì như con bò, tự nhiên u cái cục lên nè. Thiệt đó. Kỳ cục, thiệt là kỳ cục. Thế đâu? Where's my money? My money. Em bắt my money. Thằng này. Làm mặt buồn nữa. Nha. Làm mặt buồn. Hư thiệt là hư luôn. Ok. Đó. Ngày mai đó sáng thức dậy. 6 giờ sáng. Đi bỏ báo. Nha không. Thức dậy 6 giờ sáng đi bỏ báo. Rồi trả tiền lại cho tôi. Anh á. Anh ở đây. Anh không trả đồng xu nào hết trơn á. Anh không trả đồng xu nào cho tôi hết trơn á. Suốt ngày á là bắt là tôi với con dép đi hốt cái puppy của anh. Nè, anh với lại cái thằng nhỏ kia á. Anh với thằng kia là suốt ngày là ăn nè. Anh ăn xong rồi, anh ra ngoài sân, anh ỉa đầy hết trơn. Rồi tôi với con dép phải hốt suốt ngày hốt thấy mẹ luôn. Đó, anh không làm gì hết trơn đó. Rồi giờ anh phá đồ của tôi nè. Đó, anh phá đồ của tôi. Bữa giờ anh phá biết bao nhiêu đồ của tôi rồi. Anh không phải là người tốt. Anh hư lắm. Anh hư lắm. Tôi nói thiệt là tôi chán anh lắm rồi. Tôi biết vậy tôi nuôi con mèo. Chứ tôi không nuôi, anh đâu. Anh đó. Anh không phải là người tốt đâu, thiệt. Anh giả bộ. Tối nay tôi ôm thằng Bì tôi ngủ thôi. Tôi không ngủ chung với anh đâu. Nói nhái cái gì? Hư. Hư thiệt hư. Đồ chơi biết bao nhiêu luôn nè. Đi á nội, đi cái đồ, đi gấp á. Gấp cái đồ chơi của anh rồi tôi té một loại họng luôn nè. Biết bao nhiêu đồ chơi. Không chơi đi cắn cái băng keo của người ta. Băng keo của người ta để nó mắc mới vậy đó anh. Nè, băng keo này nè, đâu phải đồ chơi đâu. Nó đâu có label là table toy. Nè, bây giờ làm sao tôi xài được nữa. Đó, làm sao tôi xài được nữa. Anh cắn kiểu này. You see this. Làm sao tôi xài được nữa. Rồi bây giờ ngày mai mốt anh tôi muốn sơn cái này kia. Sơn nọ, làm sao tôi dán được nữa. Rồi thôi, đi mua đồ khác. Nhưng bây giờ nó, bây giờ tôi đem cái này ra Home Depot. Tôi trả lời nó, nhớ my dog biết it. Người ta có tin không? Có tin không? See this. Làm sao trả lại được đây? Đó, tell me. Anh có đi làm trả tiền lại cho tôi hay không? Nói đi. Anh chỉ ngồi đó nhớ. Rồi ngày mai, give me food. Thấy ghét thiệt, thấy ghét gì đó. Biết vậy tôi nuôi con mèo. Hay tôi nuôi mấy con squirrel cũng được nữa. Mấy con chồn á. Được rồi. Không cần nuôi, có thằng thay đồ đâu. Thằng thay đồ á. Đó,
cái thằng thay đồ, cái thằng hư, anh thay đồ là cái thằng bad boy. Thế tôi nếu mà tôi biết đó, anh như vậy đó, tôi đã xin nuôi con mèo rồi, cái con mèo đen kia nữa, mèo đen còn đẹp hơn anh nữa, anh đâu có làm gì cho tôi đâu, đâu có giúp được cho tôi kêu anh bắt con ruồi anh cũng không bắt nữa, anh nhìn nó, anh không làm gì cho tôi được hết trơn á, anh hư lắm, nè, trắng đồ của tôi như vậy nè, nè, rồi bây giờ làm sao đây, ngày mai đó, nothing happens, rồi đổi thừa cho ông Bobby phải không, Bobby did it right, cái miệng của Bobby đâu có bự như vậy nè, miệng mà Bobby làm sao cắn được cái như vậy, tôi thấy rõ ràng tôi bắt gặp anh cắn đồ của tôi, đó. Anh cắn đồ của tôi rõ ràng luôn. Đừng đổi thường Bobby. Miệng Bobby nhỏ xíu à. Hư thì hư luôn à. Rồi. Đi go party rồi đi ngủ đi. Nha. Đó. Anh á. Anh đi party đó. Anh ngủ. Tôi tính anh sao. Anh phải đi bỏ báo nha. Hay là đi cắt cỏ đi. Bỏ báo cắt cỏ rồi đi rượt mấy con squirrel or possum or whatever, đi giúp cho cái hàng xóm này đó rồi lấy tiền trả lại cho tôi nha, hiểu không? Pay me back, đồ hư. Còn không á thì thôi, anh á, anh dọn về sao xe nở đi, tôi không chứa chấp anh nữa được không? Vậy là giả bộ ngủ là vậy là xong á hả anh? Ok vậy thôi. Tôi post này lên YouTube để cho cộng đồng mạng biết anh đó là người như thế nào. Đồ hư. Nếu mà tôi không post lên á, không quay được cái evidence này á, người ta nói là tôi frame you. Thế rõ ràng nè, cái cuồng băng keo của tôi mới như vậy đó. Anh cắn là từng khúc này tôi làm sao tôi xài được nữa đây? Hả? Còn nhiều, tôi mua nguyên cụ băng này bây giờ làm sao đây, tôi phải dùng thùng rác luôn. Anh trả tiền lại cho tôi, ok? Tôi mệt anh lắm rồi đó. Chán thiệt. Ok. More evidences later. Mai mốt nữa anh làm cái gì đó, tôi quay lại hết. Quay lại hết, những cái gì anh làm tôi quay lại hết. Rồi anh không có thể mà chối được hết. Anh không được chối nữa. Nghe không? Anh giả bộ cái mặt anh làm giống như hiền lắm vậy, anh đừng có gạt người ta, anh không gạt người ai hết trơn á, anh là người hư, ok, để chút xíu nữa cho Grace á, nó quay anh, ok, rồi nè, đó, như vậy nè, đó như vậy nè, you see this, đừng có nói là cắt không là một chuyện, là phá hoại cái đồ của tôi rồi còn bắt tôi phải clean up nè. Mỗi ngày tôi phải hút bụi rồi nó lông anh tùm lum hết trơn á. Anh lông làm cái gì lông nhiều dữ vậy? Chút xíu nữa kêu Grace quay để phỏng vấn anh mới thêm một trận nữa, ok? Hừ. Chi mà mày cắn đồ người ta hả? Đồ hư lắm. Keep on bite my stuff. Hả? Thay đồ. Cái băng keo của ba để ra, tại sao mắc mới gì nó đi cắn của ta hả? Cắn của người ta làm gì? You got so many toys. Không chơi đồ chơi của mình đi cắn đồ của người ta chi vậy hả? No. Không được hôn tôi. Hư lắm. Băng keo của người ta là để đó, người ta mua mười mấy đồng bạc để cái đó. Mắc mới gì lấy băng keo của người ta cắn chi vậy? Hả? Bọn không có đồ chơi hả? Phải không? Có đồ chơi không? Có mà phải không? Nhiều đồ chơi lắm. Me and Grace always buy you toys. Mua một đống đồ chơi nè. Rồi cô Y gửi đồ chơi cho thay đồ nè. Mới một đống đồ chơi, không chơi, đi cắn cái băng keo của ba. Hư lắm à. Thằng Bì đâu có cắn đâu. You see, because what you did. Thằng Bì nó không được lên, không được ra ngoài nữa. Bị nhốt luôn. Is that fair for Bobby? No. Well, actually,
but we sit upstairs. That's why you can't go up there. It's not fair for you either. But no. Besides the point, man. You bit my stuff. Hư lắm. Are you gonna work and pay me back my dollars? No. Đi làm đi. Mai đi làm đi. Đi cắt cỏ đi. Hay đi bỏ báo đi. Đi đi. Go ahead. Deliver newspaper. Làm sao? Làm sao? Giả bộ ha? Giả bộ giữa mặt vô mặt tôi là đừng liếm tôi. Đừng liếm tôi. Hư lắm. You bit my tape. Cái mà tôi mới mua cái băng keo đó là mười mấy đồng bạc á. A big roll and you bit it. Còn giờ sao? Hử? Pretend like nothing happened? Can I have my money back? Ngày mai đi bỏ báo đi. Nha. Yeah.